Xin chào các bác, chào mừng các bác đã trở lại với trang kính cổng ngày xưa. Ngày mai thì em xin vào phiên ngày nay là cái kính nó đúc Bồ La Mi dáng quả trứng của Pháp xưa, được sản xuất giai đoạn thập niên 1950. Những cái dòng này em về rất nhiều, mỗi lần em về thì có khoảng vài chục cây cơ, thậm chí hàng trăm cây, đây là chuyện hết sức bình thường. Theo năm tháng hoài mong đưa gửi đi lâu dài mà chưa thấy hồi âm. Các bác nào Hà Nội, gần Hà Nội có địa chỉ em ở ngõ 390 đường Trường Chinh, Đống Đa, Hà Nội, số điện thoại là 0916566826, cũng là số điện thoại Zalo. Các bác ở tỉnh ở xa thì hết sức yên tâm rằng em sẽ gửi bằng các phương tiện bưu điện ô tô, máy bay, tàu hỏa, phương tiện gì nhanh nhất, hợp tình, hợp lý, hợp lý gửi phương tiện đó. Thời gian gửi từ 1 đến 2 ngày, chậm nhất là 3 4 ngày tùy theo thiên tai dịch bệnh bão lũ nhé. Đây là đúc Bồ La Mi dáng quả trứng mà có giá là 5.300.000, giá là 5.300.000 hoặc 5.300.000k. Sản phẩm bán ra thì luôn luôn được bao check bao test toàn cầu trên toàn lãnh thổ, bác yên tâm về giá cả và chất lượng sản phẩm. Về hình thức mua bán và thời gian bán hàng luôn luôn ghi bên dưới video. Về thời gian là từ 7 giờ sáng đến 11 giờ tối tất cả ngày trong tuần, không nghỉ ngày nào, phải ngày lễ ngày Tết, với điều kiện bác điện thoại trước em, tránh tình trạng năng suất quá, em đi có những công việc riêng thì các bác cứ điện thoại trước để liên tiếp đón từ xa tại ngõ 390 đường Trường Chinh, Đống Đa, Hà Nội và lắng nghe thấu hiểu những cái gì bác nói, tư vấn cố vấn chuyên sâu về đồ cổ đồ xưa cho các bác, đó là giá trị cực kỳ lớn đã nhận được ở bên em, nhưng bác đấy đến bên khác thì không có đâu, bởi vì những đối tượng xấu ngày nay họ sử dụng những trang mạng xã hội, họ bán hàng qua gian hàng ảo. Những trang mạng xã hội là không địa chỉ, không số điện thoại, mà có số điện thoại, toàn số điện thoại, sim khuyến mại, sim rác, địa chỉ nơi nhà, nơi mua bán, hẹn nửa đường, hẹn chỗ nọ chỗ kia, hẹn linh tinh, hẹn lung tung, hẹn cà phê trên tòa nhà, trên chung cư, rồi không hẹn được anh ở đâu mà em qua xem ưng mua thôi. Rất nhiều bác bị dính kính, đồng hồ, bật lửa, bút, nhẫn, cũng như là quần áo, rồi rất bị thắt lưng. Thì các bác hết sức cảnh giác những chiêu trò của những đối tượng xấu đó, họ những đối tượng đó họ rất lưu manh, sử dụng số điện thoại tam quý tứ quý. Đấy, có những đối tượng họ sử dụng số ngũ quý là 5 con 3 đấy, rồi tứ quý 5, rồi 3 con 8, 3 con 9. Thì các bác hết sức cảnh giác, đặc biệt là số 38 hiện nay là đang lộng hành rất nhiều số đuôi 38 bán những cái kính dởm, kính giả và quần áo là giáp quý thất lưng hàng hiệu, cũng như là đồ cổ, đồ xưa, dởm, giả, nhái. Thì các bác hết sức cẩn trọng với đó. Thì các bác mua bán ở đâu, bác lựa chọn quán lâu năm không uy tín ở Hà Nội, Sài Gòn, em một số anh em chưa đồ cổ, quán đồ cổ là 20 năm 30 năm, số điện thoại luôn luôn được khẳng định giá trị thương hiệu đó, mà mua bán luôn luôn được đảm bảo tính pháp nhân pháp lý, chứ còn phải phục mục sở thị ở nhà thì nó mới có làm sao để loạn được với những đối tượng như thế, hiểu không? Các bác đừng có chủ quan với những đối tượng như thế, đừng có đăng trên cái mang trang mạng xã hội mới cùng nó mỗi số điện thoại không địa chỉ mà cứ lao vào mua, thấy nhiều anh em bị dính. Có những bác bị dính kinh cơn 8,5 triệu, có những bác bị dính kinh cơn 15 triệu mà kinh cơn một vài ngày đầu đấy. Thế là cuối cùng anh cũng chả tìm đâu được cả, nó bỏ luôn cả cái trang đấy, cái kênh đấy, mà dù cái trang lượng theo dõi là hơn 22.000 người theo dõi nhá, có cái trang là hơn mấy chục nghìn người nữa cơ, em còn nhớ lâu rồi em không để ý đấy. Số điện thoại 38 nữa, rồi có số điện thoại 39, rồi tứ quý 5, rồi là ngũ quý 3 đấy, thế thôi là cuối cùng là mất toi đấy. Em chỉ khuyến cáo các bác là như thế. Về thời gian bán hàng từ 7 giờ sáng đến 11 giờ tối tất cả ngày trong tuần, rất thoải mái, 5.300.000. Và rất cảm ơn bác đã dành thời gian xem video của em vừa dài vừa thôi. Bác nào mà chưa kênh của em có thể đăng ký kênh màu đỏ các phải bên dưới video, mới biệt được quả chuông, để mỗi khi lên video hệ thống YouTube sẽ gửi tin nhắn rất nhanh đến số điện thoại bác, vì ngày nào hàng ngày là cái video. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại phía sau.